Xin chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu móc khóa hình một chú chuột lấy nước xinh xắn như thế này ha. Đối với mẫu này thì mình sẽ làm size móc khóa nên chiều cao thì tầm khoảng 8 cm ha. Mẫu này thì ngoài trang trí cái mẫu nón này các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết khác cho chú chuột của mình thêm xinh xắn hơn và mình cũng có thể thay đổi màu tùy thích. Để làm được cái mẫu móc khóa này thì ở đây mình sử dụng len mio cotton 125g. Kim móc thì kim 2 đầu 3 và 4, ta dùng đầu số 4 tương đương kim 2,5 mm ha. Ngoài ra còn có kéo nè, kim, gòn nhồi và những bạn nào mà làm móc khóa thì chuẩn bị thêm cho mình một cái khuyên ha. Đầu tiên thì tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này mình sẽ móc lên tổng cộng là 5 mũi móc xích ha. Mũi móc xích đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ năm. Sau khi có được năm mũi móc xích như thế này, đâm kim vào chân thứ tư, móc một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục móc cho mình hai chân kế tiếp mỗi chân một mũi móc đơn. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai nè, móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Sau đó còn lại một chân móc cuối cùng thì chân móc này các bạn sẽ móc cho mình ba mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Mũi đầu tiên nè, vào cùng một chân móc luôn. Mũi thứ hai mũi thứ ba sau khi có được 3 mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng đó thì mình di chuyển kim đến các chân bên này các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào hai chân kế bên khi móc thì nhớ giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều ha được hai mũi móc đơn rồi nè còn lại một chân móc cuối cùng thì cái chân móc đó ban đầu mình móc một mũi móc đơn rồi để cho nó bằng với cái đầu bên kia thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình vào cái chân móc cuối cùng đó, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nữa ha. Như vậy là ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi móc đơn ở chân móc cuối cùng này. Sau khi kết thúc được cái hàng móc đầu tiên rồi, đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên. Móc cho mình vào đây một mũi giờ để mình kết thúc vòng đầu ha. Và để cho khi kết thúc mỗi hàng móc nó không có bị điểm G đó, thì các bạn sẽ kéo dài cho mình cái sợi len lên một tí sau đó mình sẽ dùng tay và guốc lại cho cái mũi giờ kết thúc nó nhỏ lại nè thì khi mà mình kết thúc cái hàng móc nó sẽ không bị điểm G ha móc lên một xích tiếp tục đến hàng móc thứ hai thì hàng móc thứ hai các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc kế tiếp sẽ là một mũi móc đơn vào chân kế bên và một mũi móc đơn vào chân kế tiếp Chân tiếp theo sẽ là chân đầu tiên của ba mũi mình móc vào cùng chân móc. Thì ba cái chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Chân thứ hai có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Và chân thứ ba, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Sau đó tiếp tục hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc đó là hai chân móc mà mình móc vào cùng một chân ở phía dưới á các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn thì chân kế cuối ta móc hai mũi móc đơn nè công thức mình có để trên màn hình ha các bạn có thể làm theo công thức chân cuối cùng móc hai mũi móc đơn ta hoàn tất được hàng móc thứ hai ha tiếp tục kết thúc vòng nè đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này móc vào đó một mũi dời nhớ ha kéo dài sợi len sau đó rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến hàng móc thứ ba thì hàng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc thì mình sẽ tạm gọi đây là một cụm của hàng móc thứ ba nhé một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc sẽ là một cụm nè khi hoàn tất được một cụm rồi, hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Từ chân móc kế tiếp mình sẽ móc 3 cụm tương tự như cái cụm đầu tiên á, tức là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc ha. Các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm liên tiếp giống như cụm này. Mình sẽ có cụm đầu tiên nè. Một móc đơn, hai móc đơn cùng chân móc ta được cụm đầu tiên á tiếp tục cụm thứ hai cụm thứ ba sau khi hoàn tất được ba cụm rồi thì tiếp tục hai chân móc kế tiếp móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn còn lại bốn chân móc cuối cùng thì bốn chân đó các bạn sẽ móc cho mình hai cụm tương tự như cụm đầu tiên ha tức là cái cụm của mình sẽ giống như nè một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc mình sẽ móc hai cụm liên tiếp cho đến cuối cụm đầu tiên của đầu móc này nè ha tiếp tục cụm thứ hai sẽ nằm ở hai chân cuối cùng như vậy là ta hoàn tất được vòng móc thứ ba kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích. Tiếp tục đến vòng móc thứ tư. Vòng móc thứ tư các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên, mỗi chân là một mũi móc đơn. Mũi đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Sau khi có được hai mũi móc đơn ở mỗi chân rồi thì chân kế tiếp móc cho mình hai mũi cùng chân móc. Ta sẽ có được một cụm như thế này. Mình sẽ tạm gọi đây là cụm của hàng móc thứ tư ha khi móc được hoàn tất cụm của hàng móc thứ tư nè mình có một cụm rồi thì hai chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn từ chân móc kế bên thì mình sẽ móc ba cụm tương tự như cụm đầu tiên của hàng thứ tư tức là hai mũi mỗi chân và hai mũi cùng chân hả đây móc cho mình ba cụm liên tiếp hai mũi mỗi chân nè sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc ta có được cụm đầu tiên tiếp tục cụm thứ hai hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó là hai mũi móc đơn cùng chân ta có được cụm thứ hai ta cụm thứ ba nè hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc khi hoàn tất được ba cái cụm của hàng móc thứ tư liên tiếp như thế này hai chân kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn Còn lại các cái chân móc kế tiếp này thì các bạn sẽ móc cho mình hai cụm tương tự như cụm đầu tiên là các cái cụm mà mình tạo ha. Hai mũi mỗi chân nè. Sau đó là hai mũi cùng chân móc. Thì ở các chân móc cuối cùng này mình sẽ có tổng cộng là hai cụm nha. Cụm đầu tiên nè. Tiếp tục cụm thứ hai ở ba chân móc cuối cùng. Hai mũi cùng chân và chân cuối cùng ha. Ta hoàn tất được vòng móc thứ tư. Tiếp tục kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích cái hàng móc thứ tư mà mình vừa hoàn tất tạo ra được tổng cộng là 28 mũi móc đơn thì 28 mũi đó tạo ra 28 chân cho vòng móc thứ năm móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn thì từ vòng móc thứ năm đến vòng móc thứ bảy các bạn sẽ làm như nhau ha mỗi chân móc một mũi móc đơn ta sẽ có 28 mũi và 28 chân mình sẽ gặp lại ở hàng thứ 8 ha Sau khi đã hoàn tất được đến hàng thứ bảy rồi, tiếp tục hàng thứ 8 các bạn sẽ móc cho mình theo công thức như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì cụm này mình sẽ gọi là cụm tăng ha. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc sẽ gọi là cụm tăng nè. Hoàn tất được một cụm tăng thì các bạn móc cho mình 6 mũi móc đơn vào 6 chân mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm và mũi thứ sáu có được 6 mũi mỗi chân rồi thì mình sẽ móc 3 cụm giảm ha cụm giảm thì các bạn sẽ móc cho mình như sau chân kế bên móc một mũi móc đơn sau đó mình sẽ chụm hai chân móc kế tiếp này lại thành một mũi thì để ý cho mình nè ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc một đường nằm ở bên trong và một đường nằm ở bên ngoài thì ta sẽ đâm kim vào cái đường nằm bên ngoài của chân kế bên và chân kế tiếp sau đó kéo qua các cái chân móc này và kéo qua hai đường trên kim ta sẽ có được một mũi chậm ha và mình có cụm móc như thế này một móc đơn và một mũi chậm các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp như thế này ba cụm ha mình sẽ có cụm thứ hai nè một móc đơn và hai mũi chậm chân ta có được cụm thứ hai tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn và hai mũi chậm chân sau khi hoàn tất được ba cụm giảm mũi liên tiếp rồi thì kế tiếp móc cho mình 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc ha mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy Hoàn tất được 7 mũi móc đơn liên tiếp rồi thì còn lại các cái chân móc cuối cùng, ta có 4 chân nè. Thì 4 chân đó các bạn sẽ móc cho mình hai cụm tương tự như cụm đầu tiên, tức là cái cụm tăng á. Một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Một móc đơn nè và hai móc đơn cùng chân móc. Ta có được cụm tăng đầu tiên. Và cụm tăng thứ hai sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Ta hoàn tất được hàng thứ 8 rồi nè Tiếp tục kết thúc hàng Vuốt lại cho mũi giờ nhỏ lại ha Sau đó móc lên một mũi móc xích đây thì như vậy là cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ bo lại ở phần mặt và nhô ra ở cái phần sau lưng ha đến vòng móc thứ 9 thì vòng móc thứ 9 các bạn móc cho mình chín mũi móc đơn vào chính chân mũi thứ nhất móc đơn thứ 8 và móc đơn thứ 9. Sau khi có cho mình được chín mũi móc đơn vào 9 chân liên tiếp thì các bạn móc cho mình 3 mũi giảm liên tiếp ở đây. Mũi giảm của mình nè. Đâm kim lần lượt vào đường bên ngoài của chân kế bên và chân kế tiếp. Sau đó kéo len qua hai cái chân đó và kéo qua hai đường trên kim. Ta có được mũi giảm đầu tiên ha. Tiếp tục mũi giảm thứ hai. Và mũi giảm thứ ba. hoàn tất được 3 mũi giảm liên tiếp thì còn lại 13 chân móc cuối cùng 13 chân đó mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc mũi thứ 13 nè khi kết thúc vòng thì tiếp tục đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên hả vuốt lại móc lên một mũi móc xích tiếp tục đến hàng móc thứ 10 hèn móc thứ 10 thì cũng móc cho mình chính mũi móc đơn vào chính chân móc đầu tiên mũi đầu tiên nè mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi thứ bảy mũi thứ tám và mũi móc đơn thứ chín hoàn tất được chín mũi móc đơn vào chín chân rồi thì bây giờ các bạn sẽ chụm cho mình ba chân móc liên tiếp lại thành một mũi ha thì cách chụm cũng tương tự như mình chụm hai mũi thôi các bạn lần lượt đâm kim cho mình vào đường móc bên ngoài của chân đầu tiên tiếp tục chân thứ hai nè và chân thứ ba sau đó mình kéo qua ba đường trên kim của ba cái chân đó và kéo qua hai đường còn lại ta sẽ được một mũi chậm ba ha hoàn tất được mũi chậm ba rồi còn lại 13 chân cuối cùng thì sẽ móc mỗi chân là một mũi móc đơn móc cho mình cho đến cuối hàng ha sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục kết thúc hàng Đến hàng móc thứ 11. Hàng móc thứ 11 thì các bạn sẽ móc cho mình 8 mũi móc đơn vào 8 chân liên tiếp. Mũi đầu tiên nè. Mũi thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư vào chân thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy và mũi móc đơn thứ 8. Sau đó tiếp tục ba chân móc kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Hai mũi móc đơn vào cùng chân móc đầu tiên nè. Chân kế bên cũng hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Và chân kế tiếp hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Thì ở đây mình sẽ có tổng cộng là ba chân móc có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc. Còn lại sẽ là 12 chân móc thì 12 chân móc đó mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối hàng. Hàng móc mình vừa hoàn tất sẽ tạo ra tổng cộng là 26 mũi móc đơn. 26 mũi đó tạo ra 26 chân cho hàng kế tiếp thì từ hàng thứ 12 cho đến hàng thứ 14 mỗi chân móc một mũi móc đơn ta sẽ có 26 mũi móc đơn vào 26 chân ha hàng 12 13 và 14 mỗi chân móc một mũi móc đơn ta có 26 mũi móc đơn và 26 chân mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 15 ha đến hàng thứ 15 thì các bạn móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn từ chân thứ hai mình sẽ móc một cụm giảm ha. Cụm giảm của mình là một mũi móc đơn vào chân kế bên, sau đó là hai mũi chụm chân vào hai cái chân móc kế tiếp này. Như vậy là ở đây mình sẽ có được một cụm giảm nè. Tiếp tục sẽ là 16 mũi móc đơn vào 16 chân ha. Mũi đầu tiên, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi 15 và mũi 16. Có được 16 mũi móc đơn vào 16 chân rồi thì các chân còn lại tạo cho mình hai cụm giảm ha. Cụm giảm đầu tiên nè, một móc đơn vào chân kế bên. Sau đó là hai chân chụm mũi. Ta có một mũi giảm ở đây. Mình hoàn tất được một cụm giảm đầu tiên ha. Tiếp tục cụm giảm thứ hai sẽ nằm ở ba chân cuối cùng. Một móc đơn và một mũi giảm. Sau đó kết thúc hàng ha. Hoàn tất hàng thứ 15 đến hàng thứ 16. Hàng thứ 16 thì các bạn sẽ móc cho mình một cụm giảm đầu tiên trước. Cụm giảm của mình sẽ có là một mũi móc đơn nè. Sau đó là hai chân chụp mũi. Ta hoàn tất được cụm giảm đầu tiên thì tiếp tục 14 mũi móc đơn vào 14 chân kế tiếp ha. Mũi đầu tiên nè, mũi thứ hai móc đơn thứ 14 có được 14 mũi móc đơn vào 14 chân rồi bây giờ mình sẽ móc hai cụm giảm ở các chân móc còn lại ha tương tự như cụm đầu tiên nè một móc đơn và hai chân chụm mũi một móc đơn nè hai chân chụm mũi nè ta sẽ có được một cụm giảm ha tiếp tục cụm giảm thứ hai Sau đó kết thúc vòng Tâm kim vào chân đầu tiên Một giờ Kéo sợi len Móc lên một xích Đến hàng thứ 17 Thì hàng thứ 17 các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm giảm Liên tiếp với nhau Cụm giảm đầu tiên nè một móc đơn và hai chân chậm mũi tiếp tục cụm giảm thứ hai một móc đơn hai chân chậm mũi cụm giảm thứ ba một móc đơn hai chân chụm mũi khi hoàn tất được ba cụm giảm liên tiếp rồi hai chân móc ghế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai còn lại các chân móc cuối cùng móc cho mình ba cụm giảm liên tiếp ha cụm giảm đầu tiên nè tiếp tục cụm giảm thứ hai và cụm giảm thứ ba. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được hàng móc thứ 17 ha. Kết thúc hàng 17 nè. Đâm kim vào cái chân đầu tiên móc một mũi dời. Hút lại cho mũi dời nhỏ lại, sau đó móc lên một buổi móc xích. Sau khi hoàn tất được hàng thứ 17 nè, ta sẽ tạo ra được một cái form của chú chuột như thế này nó có được một cái độ hỏm như thế này ha các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong cho cái phần thân của chuột được cứng cáp hơn rồi nè sau đó còn lại vòng móc cuối cùng là vòng móc thứ 18 thì vòng móc thứ 17 tạo ra được 14 chân ha 14 chân đó các bạn sẽ móc cho mình ở hàng thứ 18 là 7 mũi giảm 7 mũi giảm liên tiếp nè mũi giảm đầu tiên tiếp tục mũi giảm thứ hai mũi giảm cuối cùng ha sau đó kết thúc đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên móc một mũi dời lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len mình sẽ cắt một đoạn len vừa đủ dài ha kéo sợi len qua nè sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu ở cái hàng móc cuối cùng hàng 18 mình tạo ra được 7 mũi thì bảy mũi đó lần lượt đâm kim vào đường móc bên ngoài của bảy cái mũi đó ha mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu và mũi thứ bảy sau đó mình sẽ guốc thật mạnh lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại và các bạn tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào thân trong ha Ta hoàn tất được form của chú chuột như thế này Bây giờ mình sẽ móc cái phần chân trước và chân sau ha Thì ở đây mình đã móc sẵn hai chân Một chân trước và một chân sau rồi nè Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc ha Chân trước thì sẽ ngắn hơn chân sau một hàng móc Bây giờ mình sẽ móc chân sau trước Các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo lên qua vòng tròn Giữ nguyên vị trí này móc lên một buổi móc xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 6 mũi móc đơn. Mũi đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Mũi móc đơn thứ năm. Và mũi móc đơn thứ sáu vào cùng cái vòng tròn đó. Sau khi hoàn tất được 6 mũi móc đơn vào cái vòng tròn đầu tiên đó rồi thì mình kết thúc vòng ha. Các bạn cũng đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Và để không có bị điểm G nhớ guốc lại cho cái mũi giờ nhỏ lại nhé Móc lên một mũi móc xích. Hàng thứ hai, các bạn cũng móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Thì hàng đầu tiên có 6 mũi móc tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Các bạn cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư mũi thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu ta hoàn tất được vòng thứ hai đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời ở vòng móc thứ ba của phần chân sau á các bạn cũng làm tương tự như vòng thứ hai có 6 chân móc thì mỗi chân móc một mũi móc đơn mình sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân mũi thứ hai nè mũi thứ ba mũi thứ tư, mũi thứ năm và mũi thứ sáu tiếp tục kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích hoàn tất được ba hàng móc rồi ta sẽ tạo ra được cái độ sâu cho phần chân sâu như thế này. Thì cái hàng móc thứ ba mình có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ tư. Thì đối với vòng móc thứ tư các bạn chỉ móc cho mình 4 mũi móc đơn vào bốn chân đầu tiên thôi. Mũi móc đơn đầu tiên nè. Vào chân đầu tiên ha. Tiếp tục móc đơn thứ hai vào chân thứ hai. Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba. Và móc đơn thứ tư vào chân thứ tư. Còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc đó mình sẽ không cần phải móc vào ha. Mình sẽ bỏ qua hai chân đó. Sau đó các bạn sẽ tiến hành móc lên một mũi móc xích và ta quay ngược đầu móc. Khi quay ngược đầu móc mình sẽ có bốn chân của bốn mũi móc đơn mà mình vừa móc. Các bạn sẽ móc cho mình hai mũi chụm chân liên tiếp. Thì đối với mũi chụm chân này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc nha. Luôn vào chân móc đầu tiên này chứ không đâm kim vào đường bên trên nữa. Đây thì mình sẽ có mũi chậm đầu tiên nè, đâm kim vào chân đầu tiên vào luôn chân móc sau đó kéo sợi len qua cái chân móc đó và tiếp tục đâm kim vào chân thứ hai kéo lên trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim ta sẽ có được mũi chậm đầu tiên tiếp tục mũi chậm thứ hai ở hai chân cuối cùng ha. đâm kim kéo lên nè và đâm kim vào chân cuối cùng kéo lên kéo qua ba đường trên kim ta tạo được hai cái mũi chậm móc lên một xích và tiếp tục quay ngược đầu móc hàng thứ sáu mình có hai chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình một mũi chậm vào hai chân đó đâm kim vào chân đầu tiên và chân cuối cùng kéo qua ba đường trên kim móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len cắt một đoạn len vừa đủ dài để sử dụng đoạn len này khâu vào trong thân ha ta sẽ hoàn tất được phần chân sau ha tiếp tục đến phần chân trước nè Chân trước thì khác một tí, các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Đối với phần chân trước thì mình chỉ móc 5 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên thôi. Mũi đầu tiên. Mũi thứ hai. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Sau đó guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời để kết thúc vòng. Quốt lại cho mũi dơ nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Vòng đầu tiên có 5 mũi móc đơn tạo ra 5 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mình có 5 mũi móc đơn vào 5 chân. Mũi đầu tiên vào chân đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Và mũi móc đơn thứ năm. Khoan tất được 5 mũi móc đơn vào 5 chân rồi, tiếp tục kết thúc vòng thứ hai ha. móc lên một mũi móc xích đối với phần chân trước thì mình chỉ móc hai hàng móc vòng thôi sau đó mình sẽ móc cái hàng móc thứ ba hàng móc thứ hai có 5 mũi móc tạo ra 5 chân cho hàng thứ ba hàng thứ ba các bạn chỉ móc cho mình 3 mũi móc đơn vào ba chân đầu tiên móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên móc đơn thứ hai vào chân thứ hai và móc đơn thứ ba vào chân thứ ba lúc này mình sẽ còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân đó mình cũng không móc ha, bỏ qua hai chân đó. Và mình móc lên một mũi móc xích để quay ngược đầu móc. Khi quay ngược đầu móc mình sẽ có ba chân móc. Thì ba chân móc các bạn móc cho mình chân đầu tiên mũi móc đơn và hai chân cuối cùng mình sẽ tạo nên một mũi giảm ha. Tâm kim vào luôn chân móc nè. Kéo lên. Và chân cuối cùng. Kéo lên. Sau đó kéo qua ba đường trên kim. Ta có được một mũi giảm móc lên một xích và tiếp tục quay ngược đầu móc lúc này mình sẽ có hai chân thì tạo cho mình một mũi chậm ở đây ha đâm kim nè vào hai chân lần lượt kéo qua ba đường trên kim sau đó móc lên một bụi móc xích khi cắt len thì cũng cắt một đoạn len vừa đủ dài ha mình sẽ hoàn tất được phần chân trước như thế này khi khâu cái phần chân thì nhớ nhồi cho mình một ít gòn cho phần chân của mình nó được cứng kép hơn ha Chân trước thì mình sẽ khâu ở song song với phần cổ nha Bây giờ mình sẽ móc cái phần nón trước Tạo cho mình một vòng tròn Móc và kéo len qua vòng tròn Móc lên một xích Móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn Móc đơn đầu tiên Móc đơn thứ hai Móc đơn thứ ba Móc đơn thứ tư Móc đơn thứ năm Và móc đơn thứ sáu Hoàn tất được 6 mũi móc đơn, nắm sợi len ngắn rút lại cho vòng tròn nhỏ lại. Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Rút lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một xích. Hàng thứ nhất, 6 mũi móc đơn tạo ra 6 chân cho vòng thứ hai. Vòng thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn, khi móc các bạn có thể giấu cho mình cái sợi len thừa vào trong các mũi móc luôn ha sợi len thừa mà mình tạo cái vòng tròn đầu tiên á chân thứ ba móc hai mũi móc đơn nè tương tự cho chân móc thứ tư hai mũi móc đơn cùng chân móc chân thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng tương tự ha hai mũi móc đơn vào cùng chân móc Như vậy là ta kết thúc vòng thứ hai tạo ra được 12 mũi móc đơn. Tiếp tục kết thúc vòng thứ hai. Móc lên một mũi móc xích. Đến vòng móc thứ ba thì sẽ móc cho mình 6 cụm móc liên tiếp. Cụm móc của mình sẽ là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn nè. Chân thứ hai sẽ móc hai mũi móc đơn cùng chân móc mình sẽ có được một cụm như thế này ha các bạn sẽ móc tương tự cụm này cho mình cho đến hết vòng thì khi móc đến cuối vòng mình sẽ có 6 cụm ha cụm thứ sáu sẽ nằm ở hai chân cuối cùng sau đó kết thúc vòng thứ ba móc lên một xích hoàn tất được vòng thứ ba rồi nè mình có tổng cộng là 18 mũi móc đơn ha đến hàng móc thứ tư các bạn móc tiếp lên hai mũi móc xích nữa. Ở đây mình sẽ có tổng cộng là 3 mũi móc xích. Các bạn tiếp tục móc cho mình 15 mũi kép đơn vào 15 chân liên tiếp. Kép đơn đầu tiên vào chân móc đầu tiên nè. Lúc này mình sẽ sử dụng mũi kép đơn nha. Ta có mũi kép đơn đầu tiên. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ 15 có được 15 mũi kép đơn liên tiếp rồi thì lúc này mình sẽ không kết thúc vòng mình còn dư lại các cái mũi móc cuối đây thì không cần phải móc vào đó ha móc lên cho mình 4 mũi móc xích sau đó ta quay ngược đầu móc lại mình sẽ có 15 chân móc của 15 mũi kép đơn đó thì hai chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình mũi kép đôi mũi kép đôi thì mình sẽ làm như sau ta lấy lên hai vòng lên trên kim sau đó đâm kim vào chân đầu tiên kéo len qua chân móc mình được 4 đường trên kim nè lần lượt kéo qua hai đường trên kim lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba ta sẽ được mũi kép đôi đầu tiên tiếp tục mũi kép đôi thứ hai vào chân thứ hai sau khi có được hai mũi kép đôi liên tiếp rồi hai chân móc kế tiếp móc hai mũi kép đơn mỗi chân ha tiếp tục sẽ là hai mũi nửa kép vào hai chân kế tiếp mình sẽ giảm cái độ cao của mũi móc ha đến ba cái chân móc kế bên này thì mỗi chân móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè tiếp tục hai mũi móc đơn cùng chân móc và hai mũi móc đơn cùng chân móc ta có ba chân móc ha từ chân móc kế tiếp thì mình sẽ tăng cái độ cao của mũi móc giống như các cái chân đầu tiên tức là mình sẽ có mũi nửa kép trước hai mũi nửa kép vào hai chân tiếp tục sẽ là mũi kép đơn và mũi kép đôi vào hai chân móc cuối cùng mỗi chân một mũi ha ta hoàn tất được cái hàng móc này tiếp tục móc lên 4 mũi móc xích hàng móc kế tiếp quay ngược đầu móc các bạn cũng móc cho mình hai mũi kép đôi vào hai chân liên tiếp kép đôi đầu tiên tiếp tục mũi kép đôi thứ hai sau đó sẽ là hai mũi kép đơn tức là bên dưới của mình là mũi móc gì thì bên trên mình sẽ móc mũi móc đó hai mũi nữa kép vào hai chân kế tiếp sau đó là sáu mũi móc đơn vào sáu chân của mũi móc đơn phía dưới ha mũi đầu tiên nè móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu các chân còn lại thì sẽ tăng dần độ cao của mũi móc giống như các mũi đầu tiên ha. Hai mũi nữa kép vào hai chân. Sau đó là hai mũi kép đơn. Và kế tiếp là hai mũi kép đôi vào hai chân cuối cùng. Ta sẽ có được cái phần thân nón như thế này. Phần thân nón này khi đội vào phần đầu của chuột nè. Mình sẽ đội theo cái mép này ha. Móc lên cho mình một dây móc xích nè, khi mà mình đội vào thì cái sợi dây móc xích đó quàng qua bên hông này. Nó sẽ vừa với cái phần đầu. Thì nó tầm khoảng 8 cho đến 10 mũi móc tùy vào thợ móc ha. Mình sẽ móc lên 10 mũi móc xích. Sau đó mình đâm kim vào cái đầu đối diện Móc vào chân của mũi kép đôi đó một mũi dời Kéo dài sợi len và cắt len Sau đó giấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc Mình sẽ có được form mũi như thế này Sử dụng màu tối để tạo cái phần mặt Canh chỉnh cho nó nằm ở chính giữa nè Và mình sẽ sử dụng điểm giao nhau giữa hàng thứ năm thứ sáu và thứ bảy ha Phần mũi thì nó sẽ cách nhau là hai mũi móc Giấu sợi len thừa vào trong mũi móc trước nè Sau đó đâm kim đến chính giữa của phần mặt Lệch qua một mũi ha Điểm giao nhau giữa hàng thứ 5 và thứ 6 Đối với phần mũi thì nó sẽ cách nhau là một chân móc nè Từ cái chân mà mình vừa đâm kim qua ha Các bạn sẽ đếm cho mình qua hai chân nè Đây chân mình vừa đâm kim nè đếm qua hai chân Sau đó từ cái chân thứ hai đó mình sẽ đâm chéo xuống dưới Vào cái chân móc tương ứng nằm chính giữa từ đây mình sẽ đâm kim xuống cái chân móc thẳng hàng ở hàng thứ sáu và thứ bảy sau đó đâm từ bên kim phần mũi này qua nó sẽ cách nhau là một chân móc nè phần mắt thì mình sẽ làm khoảng tầm một chân ha bên này cũng tương tự nè từ mũi đi qua cách nhau một chân sau đó tạo phần mắt khoảng tầm một mũi đâm thẳng xuống dưới và mình sẽ tạo phần rau nè phần rau thì nó sẽ à, nằm song song hai đường móc từ phần mắt ha thẳng từ phần mắt đi xuống nè sau đó xéo qua một chân và rau thứ hai nó cũng cách nhau là một chân ha sau đó giấu sợi lên thừa các đạn len thừa đi thì ta sẽ trang trí được mặt của chú chuột nè khi mà mình đội cái phần nón vào thì cái phần mặt nó sẽ hở Hở hoàn toàn cái phần mặt ra phía trước ha Bây giờ mình sẽ khâu phần chân ha Các bạn đếm cho mình từ phần râu đi qua 3 mũi sau đó mình giống thẳng xuống Khâu cho mình ở điểm giữa của phần cổ nha Thì cách khâu cũng rất là đơn giản Cái phần mà các bạn để tạo hở Thì mình cũng khâu sát mép với lại cái phần thân khi khâu thì sẽ đâm kim vào những cái đường móc tương ứng với nhau, giống như cách mà mình khâu đồ ha. Lật xuống một hàng này để khâu cái chân móc tiếp theo. Đây mình sẽ khâu cái mép này lại nè. Lưu ý nhớ nhồi gòn vào cái phần chân để phần chân của mình nó tròn đều hơn ha. Mình sẽ khâu một vòng quanh cái đường hở mà mình tạo ở phần chân á. Sau khi đã khâu được cái chân phía trên rồi thì cái chân ở phía dưới các bạn cũng khâu thẳng với cái chân ở phía trên luôn khi mà mình khâu thẳng như vậy thì cái chân ở phía dưới nó sẽ dài hơn một hàng móc ha. Đối với phần tai, tạo cho mình một nút. Từ một nút này nè các bạn sẽ giống cho mình vào cái phần mặt. Từ mắt đi qua cho mình hai chân móc, bỏ qua hai chân và đâm kim vào chân thứ ba ha, cũng thẳng hàng với cái phần mắt luôn. Sau đó mình đâm thẳng lên cái chân móc phía trên. Kéo cái nút mình vừa tạo qua cái chân móc đối với phần tai thì nó sẽ có chiều cao tầm khoảng 2 mũi móc xích kéo qua chân móc sau đó móc lên cho mình 3 mũi móc xích 1, 2 và 3 tâm kim vào chân móc xích thứ hai móc một mũi móc đơn và chân móc xích đầu tiên móc một mũi móc đơn như vậy là ta sẽ có được hai mũi móc đơn vào hai chân móc ha tạo được cái độ dài cho phần tai rồi thì lúc này các bạn sẽ đâm kim ngược lại với cái mũi mà mình đâm kim ban đầu Tức là mình sẽ đâm kim từ trên xuống dưới Cũng vào cái chân móc ta đâm kim ban đầu luôn nha Nhưng mà đâm từ trên xuống dưới Sau đó móc vào đây một mũi dời Kéo dài sợi len và cắt len Mình sẽ cột cuốc hai cái đầu còn lại Các bạn cột thật chặt vào ha sau khi gã cột chắc chắn rồi thì mình dùng đầu kim á đâm kim vào trong ở cái vị trí mà mình cột hút sau đó mình kéo tất cả các cái sợi len thừa này vào trong để mình giấu lên như vậy là ta sẽ có được tay một bên nè đối với cái tay bên đối diện thì mình cũng làm tương tự nhưng mình sẽ làm ngược lại ha từ đây mình đếm qua hai mũi đâm kim từ chân thứ ba nhưng mà cái tay ban đầu thì mình đâm kim từ dưới lên còn tay này thì mình sẽ đâm kim từ trên xuống. Sau đó tạo một nút. Các bạn sẽ kéo nút này qua cái chân mà mình vừa tạo ha. Móc lên 3 mũi móc xích. Đâm kim vào chân xích thứ hai móc mũi móc đơn. Và chân xích đầu tiên móc một mũi móc đơn. sau đó tiếp tục kết thúc thì mình đâm ngược lại từ dưới lên trên cũng vào hai cái chân móc mà mình đâm kim ban đầu móc vào đây một mũi dời sau đó kéo dài sợi len và cắt len ta cũng làm tương tự nè các bạn sẽ cột cuốc cái đầu này lại sau đó mình sẽ giấu len vào bên trong ha Canh chỉnh các cái mũi móc ở phần tai để phần tai của mình được cân đối hơn nè. Mình sẽ tiến hành đổi cái phần nón vào. Thì những bạn nào mà muốn trang trí những họa tiết khác lên trên thân của chuột á thì các bạn có thể móc cho mình những họa tiết khác ha. Ở đây mình sẽ tạo thêm một cái sợi dây để mình có thể cài cái phần móc khóa. Thì để tạo được cái sợi dây đó, các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi lên dài để thành một nút mình sẽ móc lên một dây móc xích sao cho khi ta gặp đôi lại nó tạo được một cái khoảng để mình có thể luôn cái phần khóa vào ha mình sẽ móc lên 12 mũi móc 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 và 12 sau đó các bạn sẽ kéo dài sợi len và mình sẽ cắt cái đoạn len này đi từ cái vị trí mũ nè mình sẽ đâm kim vào cái hàng móc đầu tiên của cái phần mà mình móc ở thân á, ở đầu á. Từ cái chân móc thứ hai ha, đâm kim vào hai cái chân móc nó song song với nhau nè. Sau đó kéo cho mình một đầu của cái đoạn mà mình vừa tạo qua hai cái chân này. Mình sẽ cột lại ở hai đầu làm sao cho hai cái đầu của nó sát lại với nhau. Các bạn sẽ cột cuốc cho chắc chắn ha. sau đó mình sẽ giữ một đầu và mình sẽ kéo cho cái phần nút mà mình vừa guốc này nó nằm vào trong và đâm kim vào trong giấu các cái sợi len thừa vào trong luôn ha như vậy là ta sẽ có được một cái đầu để mình có thể cài cái phần khuyên vào những bạn nào mà làm móc khóa thì mình có thể sử dụng thêm một cái khuyên khóa mình sẽ luồn vào bên trong của cái sợi mà mình tạo ở đây như vậy là ta sẽ hoàn tất được một mẫu móc gắn chìa khóa hình chú chuột láng nước xinh xắn như thế này. Các bạn có thể thay đổi màu hoặc trang trí những họa tiết khác lên trên thân của chú chuột và mình cũng có thể trang trí cho những không gian khác nhau. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công.